S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của M để hàm số đồng biến trên khoảng không vô cùng. Số phân tử của S là ta có y phẩy bằng x bình cộng 1 đạo hàm trên x bình cộng 1 và bằng 2x trên x bình cộng 1 trừ M. Để hàm số đồng biến trên khoảng từ không vô cùng thì tương đương là 2x trên x bình cộng 1 trừ M lớn bằng 0 với mấy thuộc khoảng không vô cùng. Tương đương M nhón bằng min của 2x trên x bình cộng 1 với thuộc không vô cùng. Thì ta sẽ lập bảng biến thiên của hàm số trên khoảng không vô cùng. Ta có y phẩy bằng 0 tương đương là x bằng cộng trừ 1 thì loại giá trị âm 1. Ta có bảng biến thiên của hàm số trên khoảng không vô cùng. Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là bằng 0. Thế vậy điều này tương đương là M nhón bằng 0. Vì M thuộc đoạn âm 2022 đến 2022 trên sẽ có là 2023 số